Má thua nữa rồi. Thôi, em không ở nước quần nữa đâu. Em qua nước khác em chơi. Nước khác ở Timet. Ở đây. Chúng ta đòi ra mày mà. Ủa, vậy là mình cho nó đi thiệt hả anh Vinh? Nó đã muốn đi rồi, có giữ nó lại, nó cũng không toàn tâm toàn ý đánh cho mình. Chuyện gì đây? Anh Vinh qua nước Mỹ với tụi em đi. Nước ngô cũng được lắm anh, nước quần mạnh lắm anh. Tao không bao giờ bỏ anh em đâu. Nếu mà anh không bỏ, thì tụi em phải lỗi anh thôi. Ý mày là sao? Muốn đánh đúng không? Bỏ điện thoại xuống. Giờ bọn em không thích chơi game nữa. Thích đánh ở ngoài được không? Ý tụi mày là sao? Thằng phản phúc. Hôm nay tao đại diện cho nước Phục nhắn gửi tới ba nước Ngụy Ngô quần tụi mày. Motherfucker, ba nước Ngụy Ngô quần tụi mày phải lắng tai nghe. Người chơi nước Phục đến coi chấp hết. Một mình tao chống ba phe. Xô hàng nhẹ nhàng cho bọn nghe. Tặng gọi trẻ cho nghe rồi té. Quen vũ mã siêu trong chuyện tâm quốc idol của tao. Ngày hồi bé tấn công nhanh nhẹn một mục tiêu, đâm to tiêu diệt trong một chiêu. Thằng nào dám nói nước Phục yếu tao cho đục vô mặt như buồn hiu. Đúng lúc hoa đá bọn lúc nhúc, chúc phúc kiếm sao sẽ hạnh phúc. Thúc thúc họ gia tên lượng mở đầu trận đấu kết thúc trong một phút. Và đó là chưa kể đến triệu quân, đâm to lên đến triệu lần. Sức ảnh hưởng lên đến triệu dân, đội địch chịu trận xong mới hiểu dần. Vì đẹp trai mà còn đánh giỏi, sát thương hàng dọc kèm nổ nhiều lần. Nên đối thủ gặp phải giả vân nhìn mày sang mặt kết cục cũng phải chịu dần thôi. Nếu mà ba đánh một thì thằng bị chột thằng cũng què. Nhưng tao có mã lương cấp 8 thì đánh tao nhột một đồng đội khỏe. Mày ý kiến thì bước ra đây nước thục dẹp lại một đám cốt ké. Đánh bọn trẻ thì hết ra quần rồi còn khóc nhè rồi về mét mẹ. Nước Ngụy đòi mét mẹ, nước Ngô đầu cốt ké. Nước quân thích đầu quần đòi mét mẹ rồi khóc nhè. Đây chỉ là cái vơ 1. Vơ 2 tao dành cho tụi mày. Đầu phản phúc. Ê, mấy thằng nhóc yêu xìu bị nước Thục làm nhục trước mặt bá tánh đến độ thiếu điều. Muốn chui xuống đất còn muốn phản kháng trình độ mày còn thiếu nhiều. Như Trương Liêu mà đụng Quan Vũ thì than đủ tôm làm bay chủ nên biết điều và không nói nhiều. Nước Ngụy bọn mày tướng to chỉ biết đứng ngó về tàn bị thịt. Khi máu thấp thì không đủ bóp đồng đội ngã trong tình thế nguy kịch. Nên chỉ thích cái bọn chỉ thích là màu cũ rít thích bự đít. Nhưng không nghịch bằng bọn gà vịt nước Ngô tàn đầm già và bích. Không có đàn ông chỉ toàn đàn bà nuôi đàn gà. Tôn sách bị khóa từ đầu đồng đội chết hết mà trận tan rã. Ôi cảm xúc vẫn còn đang đả đối thủ gục ngã tiếng lành lan tỏa. Thì đội quần chỉ thích đội quần bước ra chết. Anh em hết la. Mày là mày đám to nên tao phải nhử mày đi từ từ. Cho chịu vân ra hạ động chán thả từ để lượng lo cho lừ đừ. Mã lương bốc nộ vào máu không cần dự trữ quan vũ tử thủ. Để chịu vân ra đòn quyết định dọn sạch trẻ nhỏ thuộc quốc thiên thu. Đây thuộc quốc thiên thu không cần phải nghiên cứu. Anh em mua MC đỉnh cao nghệ thuật chưa tới phiên cu. Đây thuộc quốc thiên thu không cần phải nghiên cứu. Anh em mua MC đỉnh cao nghệ thuật chưa tới phiên cu. Nhớ nhạc cu. Lần sau nhớ lựa người mà ăn hiếp. Đừng có ăn hiếp anh em tụi tao. Nước thục motherfucker từ ngoài. Yeah, I'm Black B. Free Spirits Rap. Tao ghét nhất vô âm phản phúc. Cái thứ đó không bao giờ tồn tại được. Chạy từ đây vô nè.
lòng băng lòng lầu mà lấy thâu thấu cam sẻ vẫn bay yêu. Yo, motherfucker. Ha ha ha!